khu Phạm Văn Hai đây, không biết họ làm gì. À, xịt xe. Ồ. Đó, mặc các cái bộ quần áo. Ồ trời trời. Không biết có phải là đưa người đi cách ly hay không. Anh ấy đấy đưa người đi cách ly sao vậy? Ồ, đi lên xe đi rồi. Bất cứ cái gì tiền ở trong bỏ ra thì cũng phải xịt, ở ngoài bỏ vào cũng phải xịt luôn. Xịt tới xịt lui, xịt khử khuẩn tiền đó. Mua bán giao dịch gì là tiền bỏ xuống để xịt. Xịt hết, xịt hết. Cơm chả cá. Đây con biếu bác thêm 200 ngàn nữa để giúp bác vượt qua khó khăn lúc mùa dịch này. Dạ, năm nay bác nhiêu tuổi rồi bác? Dạ, bác nhiêu tuổi rồi? Bác nhiêu tuổi rồi? Năm nay bác nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ, đây gửi biếu anh hộp cơm. Rồi, dạ. Rồi bác ăn cơm đi cho nóng bác. Dạ, rồi rồi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Dừng xe ở đây là đồ thì để ở trong ra ngoài. Đây là món lướt ống, không biết là món gì. Hôm nay đã thay bằng một cái ống rất là to rồi. Mọi người cứ đi ngang qua và nhận. Mỗi người một quả thật, không biết là phát cái gì luôn. Đây, không cần ống nữa, anh ấy phát qua đây luôn. Gạo luôn, mì phát ở trong cái bịch đấy. Anh đang hướng dẫn để xe lên. Đấy, phát thêm gạo, phát mì, cho vào bao xốp đen. Đó. Ai đi qua cũng được nhận, mỗi người một suất. Đấy, các chú sẽ leo xe lên lề để nhận luôn gạo với mì. Đó. Lấy ở cho trứng về cho bé cháu nó ăn. Đây các chú sẽ để lên trên cái, hôm nay thì thấy cái ống rất to rồi, hôm trước thì ống bé xíu xiu, nhưng hôm nay thì ống cực kỳ to luôn. Hôm nay là cái ống rất to. Đây chúng ta sẽ xem hôm nay phát cái gì nhé. Đấy họ cứ nhìn xem có rồi họ thả vào cái ống đó, nó sẽ chạy ra ngoài. Thì đây cũng là cái cách làm hay, sáng tạo, không có phải tiếp xúc chung với nhau. Đây có một cái địa chỉ nữa trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, 330 Nguyễn Trọng Tuyển, và một địa điểm nữa ở chỗ nhà thờ Tân Châu đây. Đây gọi là món đó, cứ ra thì lấy cái rổ
xuất. Đây chú này đứng cầu nguyện. Đây họ làm thành cái giá à. Đấy, chú cô bác nào tới là cũng được nhận luôn. Cơm trưa sẽ được Ủy ban Nhân dân phường 2 phát dùng tại địa chỉ 330 Nguyễn Trọng Tuyển, ATM Lướt Ống. Những anh công nhân đi về. Cho cái này trứng sợ lướt là nó bể. Anh nhường lại cái bình dưới cho mọi người. Cho xe ra đã anh, cho anh này ra đã. Phía bên trong này các chú có một cái xe để tiếp tế. Rồi hết rồi. Còn một bịch nữa. Hay nhanh thì người đó sẽ được. Quay lại. Đây địa chỉ là 387 Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình nha các bạn. Đó, phải làm. Bà cho con hỏi thăm bà nhà gần đây hả bà? Dạ. Bà làm nghề gì giờ? Dạ. Bây giờ bà làm nghề gì bà? Dạ, ở nhà chứ có làm gì đâu. Rồi, bà có hay nhận ở đây không thưa bà? Dạ. Bà có hay nhận ở đây không? Dạ, có. Dạ, biếu bà thêm 100 ngàn nữa bà nhá. Dạ, dạ, chúc bà sức khỏe. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, bà đi ạ. Không mua gì đâu nhưng mà thấy đi ngang thấy hai mẹ con em thôi, cho em 200 ngàn về để giúp cháu. Thôi để giới thiệu cho mọi người biết mua giúp em nhá. Thôi giúp hai mẹ con. Có ăn cơm không? Có cơm ăn chưa? Anh có hộp cơm đây này, anh đi phát cơm. Đây hai mẹ con ăn đi. Cái này cơm hình như là một là cơm gà và cơm chả cá gì đấy. Rồi. Rồi em ăn đi nhá. Rồi. Nhưng mà sao không để con bé ở nhà? Thì cha nó đâu? Ở ngoài quê. Rồi thôi. Chào em nhá. Tuấn Dương xin kính chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên đường Thủ Khoa Huân, hướng về phía giao lộ Thủ Khoa Huân cắt với đường Lý Tự Trọng. Hôm nay Tuấn Dương sẽ đưa quý cô chú anh chị mình đi về khu vực quận Phú Nhuận. Hôm nay Tuấn Dương có một chút công chuyện ở bên quận Phú Nhuận thì sẵn tiện đưa cô bác anh chị chúng ta loanh quanh một vòng Sài Gòn. Bây giờ đang là 16 giờ và 30 phút.
Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Nguyễn Trung Trực. Đây là góc đường Lê Thánh Tôn cắt với Nguyễn Trung Trực. Đường bây giờ vắng lắm các bạn ạ. Đây cô bác nhìn này. Đó. Để Tuấn Dương đi cho cô bác coi đường Lê Thánh Tôn lúc này, vì cái hẻm 136 Lê Thánh Tôn ở phía bên phải ấy, là đang có cái hẻm đó là có ca nhiễm Covid nên hiện nay nó đang bị tạm phong tỏa. Đây khu này cô bác nhìn đường Phan góc Phan Bội Châu cắt với đường Lê Thánh Tôn. Góc Phan Bội Châu cắt với Lê Thánh Tôn. Đây là cửa đông chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành cũng đang tạm ngưng kinh doanh 14 ngày theo đúng như quy định. Đây cửa Nam chợ Bến Thành đấy các bạn. Bác xe ôm rảnh tới mức mà bác ngồi để đọc báo luôn. Chợ thì đang đóng cửa. Đấy, bác ngồi bác đọc báo. Đó. Báo Thanh Niên. Đây quẹo phải này chúng ta đi vào đường Phan Chu Trinh. Nào. Bên này là cửa Tây của chợ Bến Thành, cô bác anh chị thấy cũng đang đóng cửa, ngưng hoạt động. Đây chúng ta đang đi vào đường Lê Thánh Tôn. Wow, có những cô chú xe bị hỏng lốp xe. Rồi, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Trương Định. Lúc này tình hình dịch bệnh ở trong nước thì ngày một thê thảm. Cô bác cứ để ý là có thêm những các cái khu chợ đầu mối phải đóng cửa, rồi có thêm những các cái khu vực bị cách ly. Mỗi khi mà nghe tin báo rất là buồn. Đường phố bây giờ mình cũng không biết tả là sao nữa. Đây góc đường Trương Định cắt với đường Nguyễn Du. Chiều về chậm chậm trong hưu quạnh.
Đây chúng ta sẽ đi qua khu công viên Tao Đàn. Cũng rất ít người tập thể dục. Hai bên công viên thì người ta có những các cái dây màu trắng màu đỏ họ quấn lại để cảnh báo người dân không có vào tập thể dục. Trước đây vào tầm khoảng 5 giờ đó các bạn, là người dân đi tập thể dục ở khu vực công viên Tao Đàn này, cái số lượng người nhiều lắm. Từ khi có dịch bệnh như thế này, cô chú anh chị thấy là thành phố có những các cái sự biến đổi một cách không thể tưởng tượng nổi. Nhiều khi chúng ta cũng không thể ngờ là tại sao lại như thế. Nhiều người bây giờ người ta nói rằng người ta lại thèm kẹt xe. Trước thì mọi người lo cái vấn đề là sợ kẹt xe, nhưng bây giờ cái vấn đề không còn phải là kẹt xe nữa mà kẹt tiền. Và kẹt đây nữa là kẹt khi mà bị cách ly, khi mà khu dân cư bị phong tỏa, họ sẽ bị mắc kẹt rồi đó. Góc Trường Định cắt với Ngô Thế Nhượng. Bên tay trái của cô chú anh chị là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày xưa là trường nữ sinh áo trắng và nữ sinh áo tím. Các cháu học sinh hình như là sẽ được thi tốt nghiệp, mà chưa biết là cái cách tổ chức ra sao trong cái mùa dịch này. Đây đang là góc đường Trương Định cắt với đường Tú Xương. Khúc này cũng có nhiều quán cà phê. Đây bên tên phải này cũng một quán cà phê rất đẹp. Ngay góc đường Hiền Vương cắt với đường Trương Định. Đây, trước mặt cô chú anh chị đang là góc đường Trương Định. Cắt với đường Lý Chính Thắng. Ngày xưa là đường Yên Đổ đó. Đây chúng ta vẫn đang ở góc Kỳ Đồng cắt với đường Trương Định. Hướng này thưa cô chú anh chị là chúng ta sẽ đi ra đường Hoàng Sa và đường Trường Sa.
Này chúng ta quẹo phải. Đèn đỏ nhưng mà thường là có nhiều cái đèn đỏ là được phép rẽ phải. Này. Mình sẽ đi qua cái cây cầu Trương Minh Giảng. Đây, dừng ở đây chút xíu nha các bạn. Dừng ở đây. Đó. Đây là đang là góc đường Trần Quốc Thảo cắt với đường Hoàng Sa. Rồi, chúng ta quẹo trái được các bạn. Đây, chúng ta đi qua cây cầu này là sang địa bàn bên đây là Phú Nhuận rồi các bạn. Đây đang là cây cầu Lê Văn Sĩ. Bên kia là đường Trường Sa. Đó. Hồi nãy lúc dừng đèn đỏ bên kia là đường Hoàng Sa, còn giờ là đường Trường Sa. Bên phải đây có trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh này các bạn. Rồi, đây gặp một bác xích lô, chắc hỏi thăm bác một chút. Biếu bác xuất cơm. Đấy, một chút tiền. Thấy bác vẫn đang ngồi hút thuốc lá. Để hỏi thăm xem. Bác xin lỗi. Bác ơi, con biếu bác hộp cơm ạ. Cơm chả cá. Đây con biếu bác thêm 200 ngàn nữa để giúp bác vượt qua khó khăn lúc mùa dịch này. Dạ, năm nay bác nhiêu tuổi rồi bác? Dạ, bác nhiêu tuổi rồi? Bác nhiêu tuổi rồi? Năm nay bác nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ, đây gửi biếu anh hộp cơm. Rồi, dạ. Rồi bác ăn cơm đi cho nóng bác. Dạ, rồi rồi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Em tặng mấy bác xích lô thôi chị. Dạ. Đây món quà của cô. Vâng, cảm ơn bác. Món quà này của cô Hoa Nguyễn gửi tặng. Thì muốn giúp những cái bác mà khó khăn thực sự, nhưng mà thực ra thì mình thấy mình phát cơm thì có nhiều người tự dưng chạy lại, nhưng mà nếu mà thanh niên khỏe mạnh nó thì thôi, cũng xin phép cô bác anh chị là tặng họ, nếu mà họ xin thì tặng họ hộp cơm, còn cái phần tiền thì thôi nhường cho cái người khó khăn như các bác xích lô, như bác vừa xong là 80 tuổi. 80 tuổi thì cái tuổi này cũng không có còn sung sức gì cả, nhưng mà thôi giờ vẫn phải leo lên mà đạp thôi, đạp để ra cơm, đạp để ra tiền. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Lê Văn Sĩ.
Đây góc Trần Quang Diệu cắt với Lê Văn Sĩ. Ngoài đường phố lúc này thì chỉ có những người xe ôm là chủ yếu thôi. Đi đâu cũng nhìn thấy xe ôm. Nhưng ác một nỗi là xe ôm bây giờ cũng ít việc. Phải có giao thương buôn bán thì nó mới đông người đi lại được. Còn không thì cứ ngồi đợi. Mà bây giờ ngồi đợi thì không biết đợi đến bao giờ. Đây. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Nhà thờ Vườn Xoài. Đâu đó khúc này có một cái nhà thờ là nhà thờ Tân Sa. Thì họ phát thức ăn miễn phí. Mà phát nói chung là tùy theo kinh phí có cái gì thì họ có phát cái đó. Thì Tuấn Dương đi ngang qua, nếu mà phù hợp thì mình sẽ ghi lại một vài những cái hình ảnh gửi tới các cô chú anh chị. Đây những người đi xe ôm mà đi chở hàng này. Tuấn Dương thấy rất nhiều các cái biển dán cho thuê nhà. Đây, phía trước mặt cô chú anh chị là khu đường ray xe lửa. Đây là bên tay phải là Lê Văn Sĩ, phường 11, quận Phú Nhuận. Bên tay trái là Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận. Đây góc Huỳnh Văn Bánh cắt với đường Lê Văn Sĩ. Một cái không khí ảm đạm trầm lắng bao trùm cả thành phố. Tuấn Dương cũng chỉ sử dụng những các cái lời lẽ tiết kiệm nhất. Trong lúc này thì không biết nói cái gì. Ba Hoa không lẽ nhìn cái cảnh ảm đạm như vậy mình lại nói là đang vui thì người ta bảo thằng khùng. Đây, nhà thờ Ba Chuông nằm phía bên tay phải này các bạn này. Đây, Đặng Văn Ngữ đây cô bác. Tuấn Dương sẽ quẹo phải. Đây đang là đường Đặng Văn Ngữ, mình đang đi bên hông của nhà thờ Ba Chuông này. Rồi, đến trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên. Ồ, đây là ra đây là đầu đường rồi.
Đây, tới đây đang là góc đường Đặng Văn Ngữ cắt với Hoàng Diệu. Thôi mình sẽ đi hết cái đường này, hết Đặng Văn Ngữ thì ra ngoài này. Đó, mời cô chú anh chị cùng đi đến cuối đầu, xin lỗi, đầu con đường Đặng Văn Ngữ. Lát xíu mình sẽ có một chút việc ở Đặng Văn Ngữ. Bên phải này là trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố. Sao cứ vắng còn hơn là nghỉ Tết thế này. Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Con đường này cũng rất nhỏ nha các bạn. Đây, ra tới đây là chúng ta gặp Nguyễn Trọng Tuyển, quẹo phải là sẽ ra cái trục đường chính, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là 208B Nguyễn Trọng Tuyển. Giờ Tuấn Dương sẽ quẹo trái nhé. Mình có chút công chuyện ở trong này thì mình sẽ kiếm một cái số nhà ở trên đường này, rồi vào có công chuyện. Thì video clip này sẽ mến tặng cho các cô chú anh chị mà mình từng sinh sống ở con đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Lúc này Tuấn Dương thấy người ta đang cắt một phần đường để người ta nhồi những các cái đường ống ở dưới đất. Có thể là họ sẽ thi công cái hệ thống cáp ngầm. Xu hướng bây giờ là người ta sẽ để những các cái đường dây điện đi ngầm ở dưới lòng đất để cho nó đỡ mất mỹ quan. Đặng Văn Ngữ là một con đường khá nhỏ. Đây cũng có trường tiểu học Đặng Văn Ngữ, số 35 Đặng Văn Ngữ. Ngoài Hà Nội như có cái phố Đặng Văn Ngữ thì đâu đó nó ở... À, hôm nay đang thi tốt nghiệp này. Đang thi tốt nghiệp quý vị ơi. Đang thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây, như vậy khả năng cái nhánh mình cần kiếm là nó ở bên này. Đây là góc Lê Văn Sĩ với Đặng Văn Ngữ. Bên tay trái của mình là nhà thờ Ba Chuông. Đây, chỗ này bán rau. Để Tuấn Dương coi cái địa chỉ. Rồi, mình tạm dừng ở đây để mình kiếm cái địa chỉ chút xíu. Có công chuyện, sau đó mình sẽ quay video tiếp để cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Thưa cô bác anh chị, bây giờ sau khi xử lý xong việc thì Tuấn Dương lại quay ra khúc giao lộ Lê Văn Sĩ cắt với đường Đặng Văn Ngữ. Thì hồi nãy cũng có gặp hai người, cũng có tặng cơm nhưng mà không có tiện quay video clip. Thì mình cũng có tới gặp một người bạn. Đây, thưa cô chú anh chị, phía trước đang là góc Lê Văn Sĩ với Đặng Văn Ngữ. Và bên tay phải là nhà thờ Ba Chuông. Đây, mình sẽ quẹo trái đi ra
Lê Văn Sĩ ở đây sắp, để không biết là hôm nay nhà thờ Tân Sa này có phát quà hay không. Có một cái món là món mì lướt ống. À đâu, rất là nhiều món chứ. Họ có gì họ phát món đó mà. Để xem chiều nay họ có phát gì không. Nếu mà Tuấn Dương nhìn thấy thì Tuấn Dương cũng ghi hình gửi tới các cô chú anh chị. Nhưng mà thông thường thì phát quà này không biết bao nhiêu là đủ các bạn ơi. Cái kinh phí có tới đâu thì làm tới đó thôi. Đây các cái điểm bán hàng ăn thì giờ người ta bày bàn quay ra sát ngoài đường. Không cho khách đi vào trong. Đây là góc Đặng Văn Hai, à xin lỗi Phạm Văn Hai, cắt với Lê Văn Sĩ. Đây xem lướt ống là có cái gì không. Mình thì không có cái ý định nhận đâu, nhưng mà sẽ dừng xe để quay clip gửi tới các cô bác anh chị. Coi là đây có món gì. Đó. Tới, đó, đây một số chú đã nhận được rồi đây. Đó. Chỗ này là cái chỗ trạm dừng của xe buýt. Đó. Đây mọi người sẽ dừng xe. Đó, thế dừng xe ở đây và đồ thì để ở trong ra ngoài. Đây là có cái món lướt ống. Đó, không biết là món gì. Hôm nay đã thay bằng một cái ống rất là to rồi. Đấy, mọi người cứ đi ngang qua và nhận. Đó. Mỗi người một phần. Không biết là phát cái gì luôn. Đây. Không cần ống nữa. Anh ấy phát qua đây luôn. Đó. Đó. Gạo luôn, mì phát ở trong cái bịch đấy. Anh đang hướng dẫn để xe lên. Đấy, phát thêm gạo, phát mì, cho vào bao xốp đen. Đó. Ai đi qua cũng được nhận, mỗi người một suất. Đây, các chú sẽ leo xe lên lề để nhận luôn gạo với mì. Đó. Đó. Chú lấy ở cho trứng về cho bé cháu nó ăn. Đó. Đó. Đây, Tuấn Dương sẽ quay thử, đi thử để coi
Mình thì không có ý định nhận. Đây các chú sẽ để lên trên cái... Hôm nay thì thấy cái ống rất to rồi. Hôm trước thì ống bé xíu xiu, nhưng hôm nay thì ống cực kỳ to luôn. Đó. Hôm nay là cái ống rất to. Đây chúng ta sẽ xem hôm nay phát cái gì nhé. Đấy họ cứ nhìn xem có rồi họ thả vào cái ống đó, nó sẽ chạy ra ngoài. Thì đây cũng là cái cách làm hay, sáng tạo, không có phải tiếp xúc chung với nhau. Đây có một cái địa chỉ nữa ở trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, 330 Nguyễn Trọng Tuyển. Và một địa điểm nữa ở chỗ nhà thờ Tân Châu đây. Đây gọi là món đó. Cứ ra thì lấy cái rổ. Mỗi người một suất. Đây chú này đứng cầu nguyện. Đó. Đây họ làm cả thành cái giá à. Đấy, cứ cô bác nào tới là cũng được nhận luôn. Cơm trưa sẽ được Ủy ban Nhân dân phường 2 phát dùm tại địa chỉ 330 Nguyễn Trọng Tuyển. ATM lướt ống. Đây, những anh công nhân đi về. Đấy, chú cho cái này trứng sợ lướt là nó bể. Đó. Đấy, anh ấy nhường lại cái bịch đấy cho mọi người. Cho xe ra đã anh, cho anh này ra đã thì đi. Anh lấy đi. Đó. Đó. Đây phía bên trong này các chú ấy có một cái xe để tiếp tế này. Rồi hết rồi. Còn một bịch nữa thôi. Đó. Ai nhanh là người đó sẽ được. Đó. Khoai lang. Đây địa chỉ là 387 Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình nha các bạn. Đó, khoai lang. Đó. Và được cho mì nữa. Bà cho con hỏi thăm bà nhà gần đây hả bà? Bà làm nghề gì giờ? Bây giờ bà làm nghề gì bà? Dạ, bà ở nhà nó có làm gì đâu. Rồi, bà có hay nhận ở đây không thưa bà? Dạ. Bà có hay nhận ở đây không? Dạ. Rồi, biếu bà thêm 100 ngàn nữa bà nhá. Dạ. Dạ, chúc bà sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, bà đi ạ. Rồi, giờ đi tiếp thôi cô bác ơi. Đấy, thấy những ai mà khó khăn thì anh ấy lại anh ấy hỏi thăm rồi cho thêm. Đây cũng là một cái địa chỉ mà các cô bác có thể ghé để xin đồ ăn thức uống.
Không, chỉ đồ ăn thôi, uống là không có. Wow. Đây cô bác ơi, lối này là đi vào đường Ngô Thị Thu Minh này, là đi vô khúc chợ Phạm Văn Hai. Ủa, đây là Bùi Thị Xuân, không phải, lộn rồi, Tuấn Dương đi ra ngoài. Mình định đi vào chợ Phạm Văn Hai. Đây, qua cái khúc cua này chúng ta mới đi vào chợ Phạm Văn Hai này. Đi thẳng đây là chúng ta sẽ về khu ngã tư, sẽ đi về khu, rồi đi qua đây đó. À, họ bán họp chợ. Đây là phía bên rìa ngoài đây các bạn ạ. Để Tuấn Dương xem thử xem là cái khu này người ta cho đi không. Đề nghị cư dân đeo khẩu trang. Người dân đi chợ thì vui lòng đi cổng chính trên đường Phạm Văn Hai. Họ cũng có cái khuyến cáo như vậy. Hồi nãy Tuấn Dương tính là định đi ra cái Bùng Binh Lăng Cha Cả, nhưng mà thôi, đi qua đó nó cũng chẳng có cái gì cả, nên muốn tới đây thì ghi lại những các cái hình ảnh ở khu vực khu chợ Phạm Văn Hai. Wow, đây đang làm gì đây ta? Đang thấy có... từ xa quá. Trời ơi, làm gì đây ta? Thấy... ở khu Phạm Văn Hai đây không biết họ làm gì. À, xịt xe. Đó, mặc các cái bộ quần áo. Trời. Không biết có phải là đưa người đi cách ly hay không. Anh ấy đấy đưa người đi cách ly sao vậy? Dạ. Đi lên xe đi rồi. Khả năng là họ đưa người đi cách ly quá. Đấy. Rất có thể. Đó, xe đó là khử khuẩn, khử trùng. Đây, quẹo phải. Khu vực chợ Phạm Văn Hai lúc này cũng đang vắng. Vắng tanh, vắng ngắt luôn. Bãi giữ xe giờ không có một chiếc xe nào. Không có giữ bất cứ chiếc xe gì cả. Ừ.
Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi về khu phố thịt chó Phạm Văn Hai. Mình cũng không biết là chiều nay thì họ có bán hay không. Hồi nãy là Tuấn Dương tới đường Đặng Văn Ngữ thì có một cô ở Mỹ, cô về nhưng mà cô bị mắc kẹt ở Việt Nam. Cô muốn gửi tiền để giúp đỡ gửi tiền để giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Đây, Tuấn Dương sẽ đi vào đường Phạm Văn Hai. Cô muốn là gửi tiền giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam nên là Tuấn Dương tới, nhưng mà Tuấn Dương cũng không có ghi lại cái cuộc nói chuyện. Ồ, bây giờ mua bán mọi người cứ hé cửa ra mua thôi chứ không có mở toang cửa ra. Đây, thịt chó này, ôi bên tay phải, đi nấp rồi. Vẫn còn những cái cửa hàng bán thịt chó, nhưng bây giờ họ không có đề biển là thịt chó. Họ chỉ bày chó lên trên bàn thôi, nhưng mà vẫn có một số ít người có cái nhu cầu ăn thịt chó và mua thịt chó. Đây là khu vực ngã ba Ông Tạ đây thưa quý vị. Đây là ngã ba Ông Tạ. Quẹo phải là chúng ta sẽ đi về ngã tư Bảy Hiền. Quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về quận Nhất, hướng đi về quận Nhất. Lúc này cũng đang là giờ cao điểm rồi. Hướng này chúng ta sẽ đi về cái ngôi chợ Hòa Hưng này các bạn. Chợ Hòa Hưng lúc này cũng đang bị tạm ngưng kinh doanh. Những ngôi chợ truyền thống do không có đủ điều kiện. Do không đủ điều kiện an toàn nên rất dễ bị có các cái ca nhiễm Covid. Và khi có những cái ca nhiễm này là buộc phải đóng cửa. Đây, chúng ta vừa đi qua đường Bắc Hải. Bên tay phải là công viên Lê Thị Riêng. Chiều nay thì trời Sài Gòn có mưa nên thời tiết khá mát mẻ. Này, Tuấn Dương sẽ quẹo phải.
Lối này là đường Trường Sơn đi vào khu cư xá Bắc Hải đây. Bên phải này là công viên Lê Thị Riêng, công viên Thỏ Trắng. Các quán bún bò Huế tuần trước cũng thấy người ta đóng cửa, không có bán, kể cả bán mang về cũng không bán luôn. Đây đang là góc đường ở Nguyễn Giản Thanh cắt với đường Trường Sơn. Wow, siêu thị gì đông quá trời đông luôn. King Food. Siêu thị mà thấy người ta xếp hàng cũng đúng rồi quý vị ơi, vì lúc này các cái chợ truyền thống đóng cửa nên mua bán thì phải vào trong siêu thị. Mà vào trong siêu thị bây giờ lại đông, mà đóng cửa siêu thị nữa là xong phim luôn. Đây góc Trường Sơn cắt với đường Cửu Long. Đây Tuấn Dương sẽ quẹo trái đi vào đường Đồng Nai. Đây là góc đường Bạch Mã cắt với đường Đồng Nai. Nhưng các cái tiệm bánh mì, bánh chưng, các thứ vẫn bán. Giao đường Đồng Nai cắt với đường Ba Vì. Khu cư xá Bắc Hải là thủ phủ của các cái quán ăn và uống. Hệ thống các quán dê, rồi quán cà phê, bên kia quán FC Coffee này. Căng dây rào chắn tứ lung tung lại. Đây chúng ta ra tới đường Thành Thái. Phía trước mặt đang là giao lộ Thành Thái cắt với đường Tô Hiến Thành. Đi thẳng là chúng ta sẽ về Nguyễn Tri Phương. Còn quẹo phải là chúng ta ra Tô Hiến Thành đi về phía giao lộ Tô Hiến Thành cắt với Lữ Gia và Lý Thường Kiệt. Theo mình thấy ngày hôm nay, rồi tuần đường quẹo phải, đèn đỏ được phép quẹo phải. Thưa các bác anh chị, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía giao lộ Tô Hiến Thành cắt với đường Lý Thường Kiệt. Trong buổi chiều ngày hôm nay, thời tiết Sài Gòn có vẻ giống như là thời tiết chuyển mùa, trời u ám. Cảm thấy cũng khá buồn.
cái tiết trời bình thường một là nắng hai là mưa, nhưng mà cái này nó dở dở ương ương, không nắng không mưa. Đó. Tiếng xe cứu thương. Hay một số các cô chú vẫn đi tập thể dục. Bên tay phải là trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa là trường Kỹ thuật Cao Thắng. Vẫn có một số người bán đồ lạc son. Người ta bán đồ cũ. Đây ra tới đây là góc Tô Hiến Thành cắt với Lý Thường Kiệt. Và băng qua bên kia là đường Lữ Gia. Khu bên tay trái của quý vị là nhà thi đấu Phú Thọ. Cái khu vực này là chuyên trước đây là chuyên tiêm. Đây mình đi qua mà thấy có hai mẹ con chị này bán tăm bông, thôi chắc quay lại giúp đỡ chị một chút. Thấy cháu bé thương quá. Nếu mà chị bán thì không sao, nhưng mà thấy có cháu bé nên là muốn dừng lại hỏi thăm một chút rồi giúp đỡ. Có cô Hoa Nguyễn thì muốn nhờ Duấn Dương giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ thấy có cháu bé, có mẹ bán tăm bông ở đó. À, nhiều người rồi. Ông chú này mình đã từng giúp đỡ rồi ở chợ Nguyễn Duy Phương. Chú này là Hoa Thanh Quế, quê Thanh Hóa. Đây quay xe lại thôi. Đây mấy mẹ con. Gần như lúc này ai cũng khó khăn nên là ít người có được cái nguồn lực tài chính để mà giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn. Em bán gì đấy? Móc khóa tâm. Bé đấy con em à? Mà sao lại ra bán hàng này? À. Quê em ở đâu? Thanh Hóa. Anh không mua gì đâu mà thấy đi ngang thấy hai mẹ con em thôi, cho em 200.000. Về giúp cháu. Thôi để giới thiệu cho mọi người biết mua giúp em nhá. Thôi giúp hai mẹ con. Con ăn cơm không? Có cơm ăn chưa? Thôi, anh có hộp cơm đây này, anh đi phát cơm. Đây hai mẹ con ăn đi. Cái này cơm hình như là một là cơm gà hoặc cơm chả cá gì đấy. Rồi em ăn đi nhá. Rồi nhưng mà sao không để con bé ở nhà? Thì cha nó đâu? Ở ngoài quê. Rồi thôi.
chào em nhá. Hai mẹ con bán hàng. Đây, cô Hoa Nguyễn có gửi tiền để gửi tặng anh ở Hà Nội. Cô này cô Thanh Hóa mà nhìn trông cũng xinh xắn dễ thương, mà hai mẹ con vào đây và mắc kẹt không về được quê, không có tiền đóng phòng trọ. Thôi, giúp được ai tới đâu thì hay tới đó thôi, chưa biết sao giờ các bạn ơi. Thực sự trong những ngày này mình cũng buồn hết sức. Đi lại ở trong thành phố thì lúc này vui chơi ăn uống giải trí thì không có bất cứ một cái điểm nào quý vị ạ. Rồi đi thì nhìn thấy những các cái hoàn cảnh nheo nhóc, leo lắt, thấy rất là thương. Và sức mình thì cũng có hạn, không thể giúp được tất cả mọi người. Chỉ tùy duyên, gặp ai thì giúp người đó thôi. Trong những ngày vừa qua thì cũng nhận được điện thoại của rất nhiều cô chú anh chị, nói là nên giúp hoàn cảnh A, hoàn cảnh B, chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà khi mình thực sự là mình không có đủ, không có nhiều thời gian, với lại cái nguồn lực tài chính thì cũng có hạn. Chứ nhiều các cái hội đoàn cũng muốn ngỏ ý là giúp đỡ người mù, người khuyết tật nhiều lắm, nhưng mà nhiều cái hội đoàn thì lại ở rất xa. Ví dụ như có những hội thì ở Tây Ninh. Đây, cái hẻm kia là bị cách ly của các bạn kìa. Có những hội thì ở tỉnh xa nên là wow, nguyên cái khu này rào hết này. Sao đây ta, hẻm này cũng cách ly luôn à. Vậy là đâu có vô được. Đây, gửi bao thư, bao thiếc gì ở trong này, gửi tiền đấy là phải để xuống, xong rồi xịt. Không có được vô. Đó. Trong mang cái gì ra thì cũng đó, mua bán bất cứ cái gì, tiền ở trong bỏ ra thì cũng phải xịt. Ngoài bỏ vào cũng phải xịt luôn. Đó. Xịt tới xịt lui, xịt khử khuẩn tiền đó. Đấy. Mua bán giao dịch gì là tiền bỏ xuống để xịt. Đó, xịt hết. Anh ấy xịt toàn bộ luôn. Coi là cái gì mang vào trong, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài đều xịt để khử khuẩn. Đấy, cuộc sống trong cái con hẻm người dân bị cách ly nó là như vậy đó. Quay những cái hình ảnh này thực sự nói cảm thấy rất là đau lòng. Mong sao cho chúng ta có đủ vaccine để mà tiêm cho toàn dân, để tăng cái tỷ lệ miễn dịch lên. Em nghe lãnh đạo ơi. Rồi, chờ em 2 phút, sắp tới nơi rồi. Dạ. Rồi, bây giờ Tuấn Dương đang có mặt trên đường Bình Thới. Đây là giao lộ Bình Thới cắt với đường Âu Cơ. Giờ hướng này sẽ đi về giao lộ Bình Thới cắt với ông Ích Khiêm và Lãnh Minh Thăng. Tuấn Dương có chút việc ở hẻm 100 này. Tuấn Dương sẽ dừng video clip này tại đây. Kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi nhiều video mới của Tuấn Dương. Xin cảm ơn và